Mình đi bẫy chuột nha. Mình sẽ làm clip bẫy chuột. Mình sẽ đặt đây này, đặt chắn ngang cái đường chuột hay đi, chuột hay sóc, con gì đi đều teo cơ. Đường này là đường chuột hay đi này. Đặt ở đây, ngày mai sẽ có kết quả. Sẽ lấy dây buộc vào, không lỡ may mà chôn rậm phải là hắn tha đi mất. Đấy, mình sẽ buộc vào đây. Tiếp tục hành trình. Quả này là quả táo, táo bi. Con này là mới mình đi đặt hôm qua, bay được con chuột về nấu canh măng. Trong bì mình hái măng thêm để nấu canh ột thôi rồi luôn. Đấy, ở đây có một đường chuột hay đi qua này, đó. Hắn mòn cả đường. Rồi, mình sẽ đặt một cái ở đây. Rồi. Hẹn ngày mai gặp lại nhá. Chào buổi sáng. Trời sáng rồi, ta đi thăm bẫy thôi. Ta cùng xem nhá, hôm nay là được mấy con chuột với sóc này. Cái này là cái đầu tiên này, xem có được không. Ô, đổ má Sài Gòn, con chuột chủ. Con này thì vứt thôi các bạn ạ. Hôi lắm, loài này không ăn được. Mẹ cha chuột chủ. Vứt này. Con gì không mắc mà mắc con chuột chủ. Buồn thật. Con này hôi. Thôi tạm biệt nhá. Rồi đi thăm cái khác. Cái không được. Xem bên này. Đây, teo cơ. Một con. Con đi nhỏ. Nhỏ quá. Được cái loại này là chuột ngon, không hôi. Đó, chuột rừng ngon, không phải hôi như chuột cống, không phải bẩn, sạch lắm. Một cái ở đây. Đấy. Mình đánh dấu không dễ quên lắm. Một cái này không được. Cái này là lá rong. Chuẩn bị Tết rồi. Thì hãy lấy lá rong về gói bánh chưng. Tiếp tục. Rồi, một con ở đây. Con này cũng nhỏ, nhưng mà đều cùng một loại.
Được hai con rồi. Còn một cái duy nhất. Hy vọng là một cái cuối cùng sẽ mắc một con, cho được ba con. Hôm nay được hai con ít quá, không đủ công lên dốc. Mệt. Mệt lắm. Một cái cuối cùng ở đây. Xem nào. Ôi, thật là vãi luyện, không được. Được một con nhỏ quá. Thật là vãi luyện. Thôi, chào các bác nha. Hôm nay được có ba con chuột nhỏ, hơi nhỏ. Nói chung là cùng vừa đủ công lên dốc, hơn chục cái bẫy mà được có ba con. Bẫy này là bẫy kẹp kiêng. Đấy. Bây giờ về nấu cá nhột. Mệt vãi luyện.